thế gian nó không biết không. Và cái cuộc đời thường đấy, cái gì nó cũng có giá của nó. Ví dụ bây giờ là không một cái móng tay, nhưng mà nếu tu hành á, tu hành nó tính chắn á thì thôi, mà không tính chắn á thì biết rồi, cái đó kim sanh bất liễu đạo đó, kim sanh bất liễu đạo phi mau đới giác hoàng đó. Không tu hành không tính chắn nhưng mà kẻ mang lâm rồi sừng đền trả. Mấy thầy nói bây giờ á gì á, cái bằng xài bằng máy cài không à, không có trâu nữa, đi mà xe hơi không có ngựa nữa, mấy thầy đâu có sợ tội. Tôi hóa rằng xài xe hơi hồi xưa đó đi dùng ngựa kéo câu cài, bây giờ đó tâu thì không có còn cài, ngựa thì không có còn kéo, cho nên mấy thầy mới nói là giờ không có sợ làm trâu ngựa nữa, hiểu không? Ý mà hiểu mới rõ không? Thầy nói rồi tôi nghe và tôi hiểu ý là nói ha, thấu triệt luôn chứ đừng nói rằng là hiểu ý. Thì vậy mà mấy thầy không có sợ tội, thích lên nè, muốn nên mấy thầy không có sợ tội là vậy đó. Bởi vì nó là thời buổi giờ là ngựa không có kéo cài, trâu không có kéo, con ngựa không kéo xe, trâu không kéo cài. Thì hồi đó đó tổ chỉ nói là kim sanh bất liễu đạo phi mau đới giác hoàng. Hiện đời đó, kim sanh là đời nay phải không, mà không có liễu đạo thì phi mau ở đời sau á là mấy kẻ mang long đội sừng. Cái câu này và tất cả những lời nói từ nãy giờ đó, ước chi mà thầy nói được cho cái ông thầy ở bên. Thôi đừng nói tên mà. À thôi đừng nói tên. Nói là phải chi mà thầy nói cho cái người mà ở bên North Carolina mà mình không nói tên thì trong đó North Carolina sắm một chiếc xe như vậy là từ 60,000 đô la. Mà thưa hỏi rằng rồi đã là vậy rồi đó mà rồi còn còn nói nhờ mấy cái tiệm, nhờ tiệm mấy cái tiệm mà bán trà cho người đó nữa. Thầy thấy cho nên tôi nghe bởi vì cái ông Phật tử kia ông nói, ông Phật tử ông nói rằng nghĩa là sao mà quý thầy sung sướng quá mà đã ngồi đi cày cậu bò đi cày mà thật không con trọn vẹn trong cái ngày mà mình đi cày đó, mà còn quý thầy thì thôi ngồi không mà có tiền mà rồi mua một chiếc xe 60,000 đô la mà chạy lon ton trên đường trắng nhựa. Quý thầy rằng nó là cái phước của quý thầy. Thầy gì cái đó cái phước. Cái phước. Thì tôi mới nhưng mà cái chữ phước á thì nó phải đi liền đức nghe. Phước đức thì đứng đó là phước đức là rõ ràng là như vậy, phước đức của quý thầy không. Nhưng phước mà, phước ít dùng chữ đức lắm do cái mà, phước của quý thầy. Nhưng mà lật ngược lại cái chữ phước của quý thầy đó là thì như thầy nói rồi, đó là ra cho nên tôi cũng có thưa với thầy mấy lần về vấn đề mà ở bên Cali đó, mấy Phật tử bây giờ thấy mong thầy né tránh, không biết rằng nghĩa là thầy đó có đường hoàng hay không, hay là có phước hay không, có đức độ hay không, nhưng mà cứ tranh ra trước thì chắc à người né không khỏi. Dạ né cũng không khỏi.
Tại vì mấy thầy bây giờ ta là tại vì mà đánh hơi hay lắm. Mấy thầy bây giờ đánh hơi còn hay hơn mà gì đó. Phật tử thì giấu như mèo giấu cứt. Mấy thầy đánh hơi thì đánh hơi chó người cứt mèo á. Ví dụ như đến một số á, cái này tôi giờ nó có phe, nó có phe. Ví dụ như ông dân miền Nam, thôi tôi nói miền Nam tôi đi, tôi đừng nói miền Nam, cái nó nói tôi kỳ thị. Thì ông chơi dân miền Nam, ông vét rồi vụ ống rồi vét còn chút vét không được rồi ông chỉ cho tôi, hiểu không? Là tôi mà vét chứ không xong được chỉ. Họ có phê hay lắm. Rồi á, ví dụ như bây giờ ông với tôi chơi, tôi không ưa ông thầy A, thì bây giờ á tôi thấy ông là thân với bà đó, bà Phật tử đó, tôi sọc cà lét ông. Rồi ông không nói xấu ông thầy A đi nghe. Thì nó dắt là ông đó. Bữa tôi thấy đứng nói chuyện cái bà đó đi dồn dèm gì đó. Thì cái tôi của ông, cái bảo thủ của ông mà. Phật tử dầu né tránh lăn lộn cách nào đi chăng nữa rồi nó cũng lọt vô cái quỷ kế của cái đám mà tu sĩ tà ma hết trên á. Chạy mất khỏi. Mấy nhà giàu thì nó bỏ bùa. Nhưng nghèo thì ông nó bỏ bùa làm gì tốn bùa mà ông tới bắt công tiếp. Nó bùa mới đề giàu. Thế nên là sao, tại sao nói với ông thầy bỏ bùa mà tôi sao không bỏ. Bỏ thử tôi coi bỏ ông được gì. Không ý là nói, không hiểu ý là nói không. Mấy ông tới mới công tiếp nữa. Nó bỏ mấy cái tiệm, mấy chủ doanh nghiệp. Mấy cái bà mà chồng chán, chồng chê, chồng chết mà chồng chết để lại mấy cái ba. Mấy cái cơ sở thương mại nó mới bỏ mấy mẹ nó cho mấy mẹ mê mà đã là vậy rồi nó mà gặp mấy ông mà son trẻ mà rồi chưa có một lần thử mà gặp mấy người đó là thôi coi như là chết ngắt liền. Nhiều khi nói ra mình khác là mình bôi bác cái đạo mình. Chứ đạo Chúa cho mình thấy im rơ à. Trời ơi, không có im rơ nhưng mà họ khéo là che đậy họ. Nó che đậy, nó che đậy chứ thầy biết không? Không biết thầy đó thầy đã qua chưa? 40 linh mục ở không, cái đó là mấy ông này dướng vào cái tội dâm dục thôi. Nhưng mà về cái tội mà làm tiền bạc đó thì bên Thiên Chúa không có giống như bên Phật giáo. Ở bên đó đó là cái hệ thống dọc. Cái hệ thống dọc nhà thờ của nó là hệ thống dọc này kia nó cho nên không có ai để mà tranh giành cái chùa, mà cũng không có ai để mà tranh giành cái nhà thờ, mà không có ai mà này kia nào, không có chuyện đó. Rồi bởi vì cái nó đi từ Vatican nó đi xuống cho nên nó bây giờ bổ nhiệm cái ông đó về làm việc đó không có được, hay là nó đây nó rút đi nó dẫn đi chỗ khác này kia nọ. Nhưng mà bởi vì cái chuyện mà nó xảy ra như vậy đó là bởi vì nó chưa quá trần cho nên nó mới bật. Thì đó là giờ mình cũng nghe là họ chơi nhau, bởi vì bên Tin Lành họ chấp thà họ có vợ đàng hoàng, còn bên Công giáo bên Thiên Chúa họ không có vợ, nhưng mà người mới cha với cha với linh mục á tu từ nhỏ đã trong vài dòng thì học quá thành ra ai về Phật giáo cũng vậy thôi, ức chế quá đổi giới tính vậy thôi. Thì bên Chúa đâu chấp nhận có vợ, không hiểu là thành ra
mà Thiên Chúa thì chơi tin lành. Tin lành nó quất lại là đưa mấy học trò lễ đó, trẻ trẻ mà vô khiêu gợi mấy ông cha này, nó có lý do. Thì cũng y như Phật giáo mình, cái thời kỳ mà Nam Tiểu Thừa, Đại Thừa, Nam Tông, Bắc Tông chơi nhau đó, nhất là trong miền Nam á, có một giai đoạn đó là Nam Tông, Bắc Tông chơi nhau kịch liệt, rồi khắc sĩ Bắc Tông cũng chơi nhau kịch liệt nha. Khắc sĩ là ngày xưa họ đâu có chấp nhận cái Bắc Tông này, họ nói là thôi, nhiều lắm. Nói chung là tất cả từ cái tôi mà ra hết, chưa chứng mà nó đã chứng. Nó giống như trong Kinh Pháp Hoa đó, khi nào việc làm đã xong, nghiệp chướng đã đứt, phạm hạnh nó thanh tịnh, nhân dân, thì lúc đó mới nói rằng vượt qua ngã si, ngã mạn, ngã kiến, ngã ái. Bây giờ mình nói cho giữ chứ mình việc làm đã xong chưa? Tính ra nó còn tính hơn ngoài đời nữa. Tính ra toàn tính. Ghê lắm, bây giờ mà chơi với thầy chùa mà không có phe đảng là chơi không được đâu. Nó phe đảng, nó đưa lên, nó kẻ tung người hứng. Cái tung người hứng rồi nó dựng lập lên. Cái thời buổi y như cái thời buổi trở về cái giai đoạn mà đói kém thiếu ăn của thời Đức Phật, mà cái năm hạ mà bị nghèo đó, bị đói á, sau cái cơn dịch bệnh y như bây giờ, y như mình bây giờ nè, sau cơn dịch bệnh, sau cơn hạn hán, chư tăng nhập hạ, mùa ăn cơ cái đói meo à. Phật mới nói thôi, bây giờ nó hạn hán, tình hình nghèo khó vậy đó, thì thôi chia nhau mỗi người đi một phương. Giờ là cái tâm vẫn là cái tâm an cư, nhưng mà đừng có tụ lên một chỗ. Thì thí chủ họ không có khả năng họ cúng dường, thôi chia ra nhiều cái địa phương. Thì chia ra nhiều địa phương thì có nhóm thì kheo á, mà nói rằng bây giờ mà nếu mà mình mà cuộc đời mình mà trong sạch quá thì không ai cúng. Mà tâm lý chúng sanh á thì nó thích cúng những người chứng thánh á, những người đạt đạo. Thôi bây giờ tôi khen ông là người đạt đạo, rồi ông gặp cái chủ ông khen tôi là người đạt đạo. Tôi khen ông, tôi nói trời bữa đó cái ông đó, ông ngồi không, ông ngồi thiền mà tôi thấy ông hào quang cái tủa ra, thấy không, là ta nghe ta hiểu rồi. Ông khen tôi, ông nói trời bữa đó ông thầy đó, tôi thấy không, ông đi không được thì không đó. Cứ vậy đó, ông này khen ông kia, ông kia khen ông nọ, thì thí chủ họ nghe vậy đó, nhà mình có phước qua địa phương mình đón được mấy ông thầy đạt đạo, họ ồn họ lấy vàng lấy đồ của gia bảo của họ đó, họ đem đi cúng, họ đem đi bán, họ đem đi cúng. Xa mùa hạ đó rồi á, những gì mà chứng thánh quả đó, như ngày Xá Lợi Phất, như Mục Kiền Liên, như ngày Ca Diếp, như những gì mà tu hành mà chứng thánh quả đó, chứng thánh quả là chẳng ăn nghe chứ đừng nói chứng thánh quả không ăn, mà ta ốm ai ốm o à, tại ta đâu có ai cúng. Còn mà mấy ông mà ông này mà đưa ông kia lên vậy đó, thì ta súng nhờ ta cúng.
trời này mà nó lạnh mà tôi nó lạnh sao? Không có lạnh nhưng mà cái đầu tôi nó không có hóa, không có tóc á, cho nên nó lạnh cái đầu thôi chứ còn ai đâu có lạnh. Trời, tuổi tôi là 80 thì nó khác này. Lúc ta mình cũng chuẩn bị. Khi đang nói chuyện Pháp thì ông chạy đó, bao nhiêu người đang ngồi người ta nghe, người ta nó trong đại mình cũng bảo toàn nước phước kiếp sau mình lùng nữa. Khi mình thấy tôi đang nói Pháp, tôi đâu có đang nói cái chuyện thờ ơi đâu. Cái bắt đầu ông này với ông kia đưa lên tiếng thánh quả, cho nên Phật tử nó mê, nó cúng quá trời. Về ông nào nói mập uống nô à, Phật mới hỏi rằng là tại sao cái mùa an cư kiết hạ tới các thánh tăng mà còn ốm o gầy mòn, rồi mấy ông tu cái pháp gì mà sao mập quá vậy? Thì cái chư tỳ kheo thời Phật á, người ta sống chân thật lắm, không có giấu. Tuy rằng người ta có sai nhưng không có giấu. Tôi nói vậy bà Thế Tôn, con thấy nạn đói khát ở triền miên vậy đó. Qua cái mùa Covid dịch bệnh này đói quá, buộc lòng con phải mời ông thầy ở Canada qua. Rồi tôi nói tiếp. Rồi cái chạy vòng 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 tiểu bang này tiểu bang kia, cứ đưa lên chứng thánh quả vậy đó. Đưa lên ở đây là nhân vật đặc biệt, nhân vật ưu tú, nghệ sĩ nhân dân rồi vậy đó. Phật tử nó tập trung lần này lần này để tụi con kiếm chút cháo. Đứa nào, đứa thì đang xây chùa lỡ dở, đứa thì đang động hổ khai móng làm chùa, đứa thì đang cắt cái bảo tháp. Anh đã buộc lòng phải mời Canada qua để mà dựng lập, chạy vòng vòng các tiểu bang này đó, thử hô hào với nhau. Ông nào mà không theo phe con á thì con lội ra. Phật mới nói cái ông là đồ ác tăng, đồ giặc. Thành ra cái cuốn giặc thầy chùa của ông Đại Nhân Nhâm muốn viết á, ông lấy từ câu là tặc trụ á, trong năm lội giặc mà ngoài đời chỉ có một lội à, còn tùy kheo tới năm lội lận là tặc trụ. Bây giờ nó dựng lập thật chắc á, chứ nó tồi tàn còn hơn là bản thân tôi đi. Tôi mang tai mang tiếng đi, nhưng mà ông ở với tôi rồi ông thấy đó, một mực là trường trai, một mực là cố gắng là tiệt dục, không biết lái xe, không giao lưu với thế tục. Trừ đâu giờ đi làm, mà giờ đi làm ta cũng hết mướn rồi, ở nhà vậy đó, làm gì nên tội. Còn nó nào là trai gái nè, đồng tính liên ái nè, trai trét nè, lợi dụng Phật tử nè, ăn mặn uống rượu nè. Tôi tưởng đâu nó mời mấy thằng thầy chùa, nghe nói là làng Mai đồ về ra, nghe nói là có thiền viện, thiền thất này thì thất kia, tôi nghe mừng lắm. Ai về nghe lại trời ơi, thằng nào cũng nhậu nhú em. Vậy mà giới thiệu với Phật tử á, đây là vị thượng tọa xuất thanh từ làng Mai, có thiền sư Nhất Hạnh, rồi coi như là học pháp bao nhiêu năm, có nhiều kinh nghiệm tu tập. Mẹ kiếp tôi coi là tôi nữa, sao sáng giới thiệu cha mình đó, nhiều kinh nghiệm tu tập mà sao cái mặt thì nó hốc hác, mà cặp mắt thì nó láo lia, nói chuyện thì nó không tự nhiên. Tôi cho người tìm hiểu. Rồi thầy chùa nói nhau tôi không biết, nhậu thâu đêm suốt sáng, nhưng mà bước chân qua tới Mỹ này nó nâng với nhau lên vậy nè. Ghê quá.
Trời nói đi, nói sâu xa trong cái giới tu sĩ Phật giáo thì nó ngán không biết thằng nào là thằng tà pháp, tà giáo ngoại đạo, không biết ông nào là người hết lòng với đạo. Mà ai mà bây giờ đời nay mà hết lòng với đạo là nó dập, dập không cho đường sống. Ông hiểu không? Mà có ông nào mà có cái ý mà xiển dương chánh pháp nó dập không cho đường sống thì thằng nào ông nào dám, nó dập sao dám. Như tôi nè, bởi ông hỏi tôi chứ tiện đâu. Tôi nói ông có nghĩ là có khi nào ông có biết rằng có nhiều lúc trong thẻ tôi nó lủng không? Không phải là tôi than, nhưng mà tôi nói, nhưng mà làm Phật sự thì tôi cứ làm, chứ đâu phải biết có nhiều lúc tôi lủng. Mai là tôi nhờ có mấy cái credit đó, tôi đi chợ giờ lúc nào có credit, nếu mà tôi đi mua đồ mình trả từ từ, từ cái credit trả ít nhất tháng 25 đồng, thì lỡ mình mua 200-300 đồng mình không có tiền mình trả, từ tháng mình trả 25 đồng. Nó thường mấy credit là nó như vậy, chứ không nghĩ đâu mà tôi ngồi một chỗ mà tiện đâu mà dư. Cũng phải hiểu cho tôi chứ, chỉ có lường gạt người ta mới dư thôi, chỉ có dụ khị người ta, chỉ có buôn thần bán thánh, vì không có nghề nào xứng bằng nghề tôn giáo. Ông của mình mà giàu có đó, ông chết đó, thầy chùa nó dành nhau nó làm đám ma cho ông. Ông mà tư cố vô thân nghèo khổ đó, chẳng ông thầy chùa nào nó bước chân tới đâu. Đây là tôi nói sự thật. Thương các Phật tử nghèo đã khổ mà giàu cũng khổ. Bây giờ đi chùa mà tự xưng mình mà giàu, chủ tiệm đồ cái đó, rủi mà gia đình mà có người thân mà chết từ ở Việt Nam là đừng ở bên đây. Rồi đám ni cô bà giải thầy chùa nó làm rần rần rồi nó dành nhau, chùa này cúng thất, chùa kia cúng tần, chùa nọ cầu siêu, chùa nọ thờ hình. Nhiều khi tôi mắc cỡ muốn chết vậy đó. Nhờ ví dụ tôi có cô Phật tử ở Naturina, tôi có cô Phật tử ở Ohio, tôi có người Phật tử ở Midland chẳng hạn. Khi mà tôi bị nạn còn có 3-4 gia đình này lo cho tôi thôi. Bây giờ người ta không có sự gì, không lẽ mình không nói tới, ông hiểu không? Mà tôi nói tới tôi mắc cỡ vậy, tôi mắc nhục lắm. Ví dụ như cái cô Phật tử, mẹ con chết ở Việt Nam, có biết chuyện này, bà mẫu con chết con cũng nhờ thầy cầu nguyện cho con, cho mẹ con, giờ con cũng nhờ cái phước của nhiều thầy. Nó nói vậy mình đã mắc cỡ. Còn cái cô, có cô tôi điện thoại cũng mà mẹ chết, con thấy thầy bận quá, bên đây nhiều chùa lo cho con rồi, cho nên con không có làm phiền tới thầy. Nghe mắc cỡ không? Nghe đội quần không? Nhưng mà cái ơn nghĩa giờ tôi làm sao? Không lẽ ơn nghe ơn cái ơn nghĩa mà nghe bà mẹ của người Phật tử nó chết, mình không nói được tiếng nào. Mà khi nói gì họ nói câu gì mình nghe đội quần không? Nhiều chùa lo. Cho tới cái ngày 49 là từng tới tôi nói đó, hai đám kết chết cách có một tuần. Rồi ông cụ 100 ngày thì mình không nói rồi. Mà giờ tôi nói thôi, bây giờ ngày đó là cùng một ngày luôn, cách một tuần, nhưng mà bà mẹ của cô này chết ngày Chủ nhật, bà mẹ cô kia chết ngày thứ bảy. Giờ gọi các chùa bên đây họ làm, nhiều chùa dình làm, nhận làm quá, họ còn làm chỗ có một nơi, người ta rước tăng rồi hết trơn rồi thầy. Rước hết rồi. Thôi thầy khỏi, nghe nhục không? Tôi nói bây giờ á, không lẽ hai cô đều có cái cầm của tôi lúc mà tôi bị hoạn nạn. Mà không lẽ giờ cô kia tới mà bà mẫu cô kia tôi rửa hình tôi thờ đàng hoàng. Còn không lẽ cô không gửi hình của tôi, nhưng mà đâu có gửi.
Ở nội các chùa dành cả chục chùa thờ. Rồi ra mới đời á, thầy chùa bà giải nó sâu xé nó dành ăn giống như con dồi mà dành bẻ cứt gà sáp vậy đó, mấy không? Mình nói nó nặng. Và vào một cái nó đè nhau, nó ăn không bao nhiêu đâu, thật sự nó ăn không mẹ gì đâu. Càng vào nó càng chia ra, nó cúng nhiều nơi. Ông hiểu được đó không? Từ ra cái đám vào nó trung thành với mình á, không ăn được khỉ gì hết trơn á. Nhưng cái hơi cứ gà sáp á, nó thủm thủm, cho nên mấy con dồi nó mới nhồi nhét lên nhau. Bởi nhiều khi nói ra cái đạo mình nó đau lắm. Mà bởi vì nói tốt thì người ta chịu. Nói như tôi á, thì người ta ghét, tôi nói thầy chùa tối ngày môi móc chuyện này chuyện kia, đúng không? Còn nói vô bưng bít ca ngợi ông đó tốt, bà nọ tốt. Thế mà nó giống như chuột mà nó cắn đuôi, nó chạy vòng vòng vậy đó. Thì nó khoái lắm. Thật ra riết cái tại sao mà tôi không có muốn tiếp Phật tử là tôi ngao ngán lắm rồi. Cho nên tôi cầu trời Phật cho tôi có sức khỏe. Thà tôi trồng rau, tôi có bánh tét, tôi sống vậy nè. Mà cái tâm của tôi nó không có lo âu, không có sợ hãi, không có buồn bã. Bây giờ tôi có Phật tử, rồi cái mình buồn, mình không biết mình họ phiền mình lúc nào. Nói ra cũng dè dặt. Nhà giàu hay tự ái, nhà nghèo hay tủi thân. Thành ra nó khổ lắm. Sống không ra ông thầy. Ông để cái con người mà chùa to Phật bự sống không ra ông thầy. Cũng như người đời nó sống không ra con người. bị toàn là mang cái lớp giả dối không à. Ví dụ như ông một thân một mình, ông nghèo. Tôi mượn ông tôi nói nghe. Chứ không phải là tôi nói ông nghèo, ông giàu à. Ông nghèo, ông tới chùa. Nếu mà chùa nó bữa nó không có lễ nào đó, nó nạt việc một việc hai ông à. Còn rủi mà có lễ, có nhà Phật tử mà giàu rồi đó, gặp ông là bộ vui vẻ lắm. Nhưng mà nó cắn răng như thế nào, biết không? Trời ơi, đau đớn lắm. Nhìn sâu vào cái đạo mình, cuối cùng cũng vì ba cái đồng tiền. Bát gạo thì họ không thiếu, bên đây không thiếu gạo. Ba đồng tiền. Cho nên cái câu mà quý thầy nói